Và đó là một chiếc xe rất là xịn xò luôn các bác ạ. Con này thì vừa về cửa hàng em xong. Và chiếc xe này thì em hôm nay sẽ không quay bên ngoài trước mà sẽ quay bên trong trước. Vâng, tại sao? Vì cái thời tiết bên ngoài quá nắng nóng luôn, quá khó chịu luôn. Mình ngồi trong xe này sướng hẳn cuộc đời luôn các bác ạ. Mà với số tiền chiếc xe này mua thì chỉ có 315 triệu đồng thôi. Nhưng mà các bác có một chiếc xe cực kỳ rộng cho gia đình với 5 người ngồi. Còn đằng sau khoang hành lý của nó thì khỏi về bàn luôn. Vẫn còn để thoải mái đồ luôn đó các bác nhá. Và xe này thì chất của nó còn 80% luôn so với xe mới. Vâng, chất vậy thì tội người không mua. Một chiếc xe với trợ lái điện, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn. Đấy, logo thì đã mòn theo thời gian, mất cái phần mạ chrome rồi. Còn các cái phím tích hợp thì vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và con này thì đang lăn bánh là 14,6 các bác. Máy eco các bác nhá, động cơ máy eco. Máy eco này, đấy, máy eco 1.6. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là nó rơi vào, bây giờ mình quên mình để báo loa, thế là nó chuyển sang trợ lý ACT ngay. Thế mới xịn nhá. Vâng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là khoảng 6 lít trên 100 cây các bác nhá. Và xe thì không có lỗi lầm gì cả. Đấy. Màn hình gương chiếu hậu chống chói có cam hành trình này các bác à. Đấy, cam hành trình này, cam lùi. Cam lùi cũng có nhá, còn cam hành trình đây này, qua màn hình cam hành trình đây. Đấy. Em đóng cái cửa sổ đây cái cho các bác, để các bác dễ nhìn. Đây, cửa sổ trời luôn này. Vâng. Đấy, xe rất là xịn luôn, cửa sổ trời luôn các bác nhá. Và kính thì zin. Con này thì bao zin toàn bộ về kính rồi các bác. Đấy. Xe rất là cứng và nói chung là ngồi trong xe thì rất là thoải mái. Phim 3M dán cách nhiệt là toàn bộ xe nên là khả năng mà tiêu UV xông vào người là hơi khó. Đấy, thế nên là các bác cũng không phải lo nghĩ. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2022. Xe thì đây, điều hòa auto luôn này. Đấy, chỉ cần một nút bấm này thôi. Và hiện nay em để cho tốc độ gió như này nhưng thực sự là cũng rất là lạnh. Đấy, và máy rất êm luôn các bác nhá. Cửa gió thì có 4 cửa gió phía đằng trước này. Đấy, cũng rất là mát, thoải mái luôn. Đấy, phím điều khiển ở dưới này thì có sấy ghế luôn này, sấy mông ở đây. Đấy, có cái chỗ để đồ cá nhân. Rồi cái bật lửa, cái này thì gần như là không dùng. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, còn vẫn còn rất là mới. Cổng sạc 12W, 120W, 12V này. Và đặc biệt là số tự động luôn các bác nhá. Giá 315 triệu đồng, rất nhiều mẫu xe. Nhưng mà để được một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc đẹp như con này thì em nói thực sự là phải hiếm luôn. Và đây là một cái dòng xe giá mềm. Xe cứng à, không, cái dòng này thì nói thật các bác cứ hở ra con nào là mất hình con đấy luôn. Vì rất dễ bán. Đấy, thực đơn menu của xe thì có rất nhiều nhá. Đấy, có rất là nhiều các cái ứng dụng thực đơn ở trên chiếc xe này. Đấy, YouTube các thứ có hết vì con này là có sim 4G cho các bác luôn. Định vị Navitel, đấy, có định vị luôn này. Em đang ở đâu là có luôn theo cái Navitel này nhá các bác nhá. Chờ một chút nó sẽ lên. Đấy, em đang ở đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, có hết và nó báo rất rõ ràng. Đấy, em ở cái chỗ Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng ấy ạ. Vâng, đấy. Nó còn về phần vô lăng thì nhiều năm tháng rồi nên nó đã bị chảy mất một chút da. Cái này thì bình thường các bác nhá, không vấn đề gì. Nói chung là xe cũ thì không tránh khỏi. Nhưng mà được cái là đấy, các bác nhìn này, vẫn còn tươi và trợ lái của xe rất nhẹ nhàng. Đấy, lái điện rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, con này lái rất nhẹ nhàng luôn, chả lái đơn giản. Đấy, gương kính cụp xe có điều khiển điện luôn. Bản này là bản full kịch đường rồi, gần như là không còn cái gì nữa. Gương thì có những cái chi tiết chống mất trộm này, cái nẹp về ngoài này. Đấy, hai gương như nhau nhá, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, vâng. Và gương thì vẫn còn zin. Các bác có nhìn thấy cái dòng chữ trắng ở phía dưới đáy đấy ạ. Đấy, nó là quan sát chú ý khi mà các bạn lùi. Nó là cái này là sử dụng tiếng Hàn. Kính điện thì auto nhẹ nhàng. Đấy, và mở kính ra nhẹ nhàng luôn. Tất cả các chức năng của xe thì nói chung là hoạt động hoàn toàn bình thường hết. Và phải nói là xe khá là cứng luôn các bác ạ. Cứng chắc vô cùng luôn. Chìa khóa khiển thông minh này. Đấy. Và còn cái gì nữa không nhỉ? Ghế da. Con này thì nội thất của nó là zin nguyên bản rồi. Đấy, nội thất rất đẹp, zin nguyên luôn. Đấy, em sẽ mở cái cửa sổ trời này ra để cho ánh nắng vào trong xe cho nó mát. Đấy, mở ra thoáng đãng luôn. Nội thất màu đen nhé các bác nhá.
Nội thất ghế màu đen này. Đấy. Và nội thất thì vẫn còn tươi, da sờ mềm chắc chắn. Đấy, được cái là âm thanh của chiếc xe này thì là hệ thống loa bốn cánh này, rồi phía đằng trước này, đấy, âm thanh đập ùnh ùnh luôn. Trần thì đẹp rồi, không có sổ ly lông. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em Buji Auto bán cái giá rất là rẻ, chỉ có 315 triệu đồng thôi. Các bác có một chiếc xe nhập Hàn số tự động máy Eco 1.6 nhá. Vâng, bây giờ là sẽ đi đến phần bên ngoài để các bác cùng xem. Đầu tiên là chỉ keo của cánh lái thì là đây là zin luôn này. Chỉ keo zin luôn cho các bác luôn này. Đấy, zin đét nhá. Vâng, zin luôn. Ốc thì còn chưa ra này. Và tem nhãn còn nguyên đây. Đấy, tem còn nguyên đây này. Đấy, và các bác nhìn cái phần ốc này, nó chưa tháo mở một chút nào luôn này. Đấy, vâng, bên này thế này. Một chiếc xe rất là cứng luôn. Đấy. Phần bàn đạp để chân phanh chân ga của xe thì vẫn còn mới nhá. Lót sàn đây. Đấy. Vẫn còn rất là đẹp luôn. Mẫu xe dáng rất trường. Vâng. Và chắc. Dòng này thì chạy rất là chắc chắn luôn. Đấy. Vâng. Máy thì êm. Nội thất được cái là vẫn còn zin. Vâng. Zin nội thất. Zin kính cáp. Vâng. Lốp dép mới. Hệ thống đèn hậu này các bác nhìn này. Đèn hậu phân tầng nhá. Đèn hậu nét sáng luôn. Bên này như thế này. Đấy. Và phần cản sau thì có cảm biến lùi cũng như là camera lùi cho các bác để các bác dễ dàng sử dụng khi mà các bác lùi. Đây là một mẫu xe dáng trường dòng i30CW, dài hẳn hơn so với i10. Vâng, dài hơn đến 50 phân, tha hồ các bác để đồ luôn. Và con này thì các bác có thể để rất nhiều đồ nhá. Ví dụ như các bác kéo cái này ra, nhiều xe là bây giờ là không còn cái này đâu. Đấy, kéo cái này ra để mũ nón đồ nghề trên này này. Đấy, xong rồi các bác có thể để phần dưới này nhá. Lót sàn này, mở ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, vẫn còn nguyên luôn. Lốp sơ cua đây. Lốp này thì đã hạ rồi nhá. Và tiện thể thì ta sẽ nhìn phía đằng này để cho các bác cùng xem là cái hậu này. Đấy, hậu thì không có đâm va quẹt nhá. Đấy, rất là ok luôn. Hậu cứng. Vâng. Và nói chung là chất của xe thì tương đối là ngon. Vâng. Con này được cái cứng xe. Phần tai đèn đây còn nguyên luôn này. Chỉ keo cánh sau này. Đấy, các bác nhìn ốc ấy ạ. Gần như chưa có chạm ốc một chút nào luôn. Đấy, chưa hề chạm ốc luôn nhá. Tai đèn này còn nguyên hết. Vâng. Và chỉ keo bên trên này như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, chỉ keo đều sạch sẽ luôn. Không lỗi. Vâng, và kính thì zin. Đấy, kính 2009 còn zin nguyên này. Nguyên lô nhá. Con này thì bốn quả lốp của nó là từ bên này đó. Sườn đây, có nhìn rồi. Đấy, các bác nhìn sườn ạ. Sườn đều đẹp và không có lượn sóng, sơn si đồng đều. Con này thì tỷ lệ sơn zin của nó thì còn đến 70%. Đấy, các bác nhìn ạ, keo chỉ này. Đều luôn nhá. Tappy sạch. Nhẹ nhàng, mịn màng. Đấy, kính điện nhẹ nhàng luôn. Chất xe thì tương đối là cứng ạ. Vâng. Chất xe cứng cáp luôn. Máy ngon. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Chỗ này thì có chạm ốc một chút này để sơn phần cánh nhá. Cái đấy bình thường các bác nhá, không vấn đề gì. Vâng, nói chung là xe có sao thì báo vậy. Đấy, về chất thì tương đối theo thời gian nhưng phải nói là con này là một chiếc xe dáng trường và đẹp luôn. Đấy. Và xe này thì kính này cũng là còn zin này. Đấy, 2009 này. Có tem ê bác nhá, cái tem các bác đi đường cao tốc hoặc là các cái trạm thu phí thì sẽ không phải dừng. Còn lốp của chiếc xe này thì sử dụng 4 quả lốp Continental 2018 nhá. La răng đúc của năm chấu kép. Đấy, phanh đĩa 4 bánh luôn. Lốp dày, lốp vẫn còn dày đấy này. À, các bác nhìn lốp ấy ạ. Vâng. Lốp dày luôn. Lốp Continental, lốp dày khỡ. Vâng, phanh đĩa 4 bánh luôn nhá. Và có cả phanh ABS an toàn cho xe. Gầm của xe thì tương đối thôi. Con này thì bác chủ bác ấy cũng không thực sự là giữ gầm cho lắm. Nhưng mà được cái là không bị han mục nhiều. Còn tôn thì căng. Tôn con này căng đét. Vâng. Và chiếc xe này thì sử dụng động cơ máy 1.6 Eco
Đấy, lốp nó còn dày mới luôn này các bác à. Đấy, 2018 nhá, 4 quả luôn 2018. Đấy, vâng. Lốp dày khỡ. Động cơ của chiếc xe này thì là sử dụng động cơ của Hyundai thế hệ Alpha 1. Đấy, máy 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu là tơi vào tầm khoảng 6 lít với đường trung bình. Máy rất là êm với động cơ 4 máy nhá. Và con này thì đảm bảo cho các bác là không có hơi thừa, hơi khói gì cả. Đây, em sẽ chống nắp capo lên cho các bác cùng xem chi tiết hơn. Đấy, chiếc xe này thì sử dụng hệ thống lái điện các bác nhá, nên là nó rất nhẹ nhàng, êm ái. Vâng, như những dòng xe cao cấp luôn. Máy thì ốc chưa ra và máy thì cứ yên tâm là không có hơi thừa, hơi khói. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, không hề có hơi khói luôn. Đấy, không hề có hơi thừa này. Đấy, dầu của xe thì vẫn còn vàng nhá. Về là các bác đừng có thay. Các bác mà nghe thợ đây này, vàng óng này. Các bác về mà nghe thợ đi thay dầu là tự dưng các bác bỏ ra số tiền 800 đến 1 triệu đấy ạ, phí tiền ra. Nói chung là dầu máy, dầu số là người ta đã thay rồi. Về là các bác đừng thay nữa. Các bác đi tầm khoảng 2.000 các bác thay cho em này được. Đây dầu này. Đấy, dầu số thì cứ đi 1 vạn nhá. Và tầm 8.000 đến 1 vạn. Thế còn các bác đi thay sớm thì các bác thiệt thôi. Không cần thiết. Vâng, thế còn tai đèn đây. Đều luôn này. Con này thì đã được độ bóng led trên đèn bi rồi nhá. Thế nên là các bác dùng những cái con này thì nói chung là đi đêm rất là sáng. Và dòng này thì nó ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, máy 1.6 à. Nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây thôi. Đấy, đèn bi này rất sáng, bầu đèn căng, không có rạn nứt, không có vỡ nhá. Đấy, bên này như thế này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, hai bên đồng đều, sơn xi sạch sẽ luôn. Và cản trước đèn này, đèn này này các bác nhìn này. Đấy, cản trước đều luôn. Một chiếc xe 2009 nhập khẩu. Vâng, dòng này thì đi nó rất là lành. Và thực sự là dòng này như ở bên em ấy ạ. Thì trước cái dòng xe này là một cái dòng xe bán rất dễ, vì là nó rất là tiện lợi luôn. 5 chỗ ngồi cho gia đình, gầm thấp, dáng trường, bám đường rất tốt. Và đặc biệt là những chiếc xe như thế này thì các bác cứ đi Bắc Nam thoải mái luôn. Và không lo hỏng vặt giữa đường. Đặc biệt lại tiết kiệm nhiên liệu, ăn xăng ít. Vâng, và khỏe, lành. Động cơ 1.6 nhưng mà lại rất là khỏe như những mẫu xe 2.0 luôn. Và những bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Chớ đừng bỏ qua một chiếc xe đẹp để mà đến lúc em bán xong lại tiếc. Vâng. Và bên em thì nói chung là có rất nhiều xe về liên tục. Chính là như cái dòng i30 này thì đợt trước bên nhà em là bán khá là nhiều. Chứng khoảng tầm 2 tháng không có i30. Bây giờ lại về được một con. Một con màu bạc duy nhất nhá, vừa về cửa hàng xong. Và đấy, bác nào yêu thích thì các bác có thể là đến xem xe. Còn các bác ở tỉnh xa thì em có thể đảm bảo cam kết cho các bác những gì em nói và cam kết bằng giấy tờ văn bản. Khi bán xong cho các bác thì sẽ có bảo hành nhá. Vâng, và chiếc xe này thì đang bán với cái giá chỉ có 315 triệu đồng thôi ạ. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác được có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.